Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Siêu Headset. Và tập trước thì mình đã đánh bại được hai con boss đầu tiên ở dưới thế giới Twilight Forest, đó chính là con rắn Nara cũng như là con Lickroy. Và trong thời gian sắp tới thì mình sẽ đánh tiếp những cái con boss còn lại nhá. Và hiện tại thì cái anh Golem bằng khối mắt ma của mình đã thấp ịn rồi, tại vì đợt trước mình có để ảnh rơi xuống nước một lần á, và khi ảnh mất máu thì kích thước ảnh cũng giảm dần á mọi người. Coi nè, giờ anh chỉ đứng cao tới tay của mình thôi à. Không biết làm cách nào để cho ảnh hồi đầy máu nữa. Để mình vô nhà mình coi có cái khói mắt ma nào không, cho ảnh ăn thử nha. Ui chết rồi, mình không cho ảnh ăn được. Hay là ảnh uống lava ta? Mình ở đây mình cũng có lava nữa nè, để coi ảnh có uống không. Ảnh cũng không uống được luôn. Từ một anh golem cao to lực lưỡng giờ đứng với ngàn tay. Tới gần tới vai mình chứ. Ôi toan anh rồi. Chắc tạm thời cho anh đứng trước nhà để anh giữ nhà giùm mình đi. Và trong thời gian với hai tập á, mình cũng có tách được một vài cái quyển sách tốt, chẳng hạn như là nhạc ba nè, cũng như là gây cháy. Và bây giờ thì mình sẽ sử dụng cái bàn Mobile Enchant á, để mình ghép vô cái cây hammer bằng sao nether của mình nhá. Đây cái bàn enchant đây, ghép vô cây hammer của mình. Vậy là hammer của mình đã có thêm dòng nhạc ba và gây cháy rồi. Có thể nói là cực kỳ tốt luôn đó. Và trong ngày hôm nay thì mình sẽ cố gắng farm thêm một vài cái nước mắt gas nữa, để mình có thể triệu hồi thêm rồng ender đánh thêm một lần. Vì ở nhà mình chỉ còn có 4 cái vải rồng ender thôi, không có đủ để chế tạo vũ khí á. Và hôm nay để coi nào, mình sẽ mặc set đồ nào để đi xuống địa ngục để farm nước mắt gas đi ta. Set này đi. Và hiện tại thì set đồ của vua khám phá vẫn chưa có được cường hóa, thế nên bây giờ thì mình sẽ cho vô bàn cường hóa nè, để mình cường hóa những cái dòng cơ bản nhá. Chẳng hạn như là bảo vệ này với chậm hỏng được không ta. Hình như chậm hỏng thì mình có sẵn ở trong mấy cái rương rồi, một xíu thì mình sẽ lựa ra rồi mình sẽ ghép vô nhá. Như vậy thì nó sẽ tiết kiệm được một phần kinh nghiệm nữa đó. Coi nào, chậm hỏng đây, một cái chậm hỏng 3 nè, mình sẽ lấy khoảng 4 quyển 2 nè. Còn quyển nào nữa không? Ui cúp này có smelting nè. 3 và cuối cùng là 4. Rồi giờ mình sẽ tách hết những cái quyển, cái dòng enchant trong mấy cái này ra nhá. 1 nè, 2. Hồi nãy có cái áo như có cái dòng gai nữa đúng không? Có gai luôn hả? Nếu mà ép gai thì nó sẽ mau hỏng đồ lắm, nhưng mà nó cũng khá là lợi á. Với lại trước giờ mình không có enchant thử cái dòng gai, để hôm nay mình sẽ thử ép vô cái áo của mình xem nó như thế nào nhá. Gai 3 luôn nè, chậm hỏng 3, gai 3 và bảo vệ 4 luôn, cực kỳ tốt. Tương tự đối với cái nón, cái ủng cũng thế. Và cuối cùng là cái quần. Vậy là cái set đồ của vua khám phá đã được cường hóa lên rồi. Bây giờ thì mình sẽ mặc vô nè. Vì được cái dòng kháng lửa, thế nên mình sẽ mặc cái set đồ khám phá này, vua khám phá này, để đi xuống nether thường xuyên hơn. Và mình sẽ mang theo một ít thức ăn nữa, tại vì thức ăn mình ăn hết trơn rồi. Đây mình ăn thịt bít tết đi. Và hai cái trophy này á, thì mình hai loại trophy này mình sẽ gắn lên trên đây nhá. Rồi gắn vô, vậy là mình đã có được 3 cái trophy của hai loại boss rồi. Sắp tới mình sẽ cố gắng sưu tầm nhiều hơn nữa. Còn giờ thì mình sẽ trở lại cái cổng nether để mình có thể đi xuống dưới nether và farm thêm mấy cái con gas nhá. Và nếu gặp Wither Skeleton thì mình sẽ đánh luôn. Hổm rài đi khám phá, mình đi về hướng bên phải của mình nhiều hơn nè. Thế nên trong ngày hôm nay mình sẽ không đi về bên phải nữa, mà sẽ rẽ qua bên trái một hôm nha. Và hướng này... giờ mới để ý á, hổm rài mình đi mình chưa gặp con gas nào luôn ấy. Không biết gas trong đây có không ta. Ui ở đây có mấy khối xương nè. Ủa, hay là mình thử đào một ít đi, về mình làm một cái anh golem bằng xương thì sao nhờ. Đúng rồi, đợt trước mình cũng có gặp một cái anh golem bằng xương bên ngôi làng. Vậy là một xíu về mình sẽ thử làm một anh golem bằng xương nha. Chắc anh xịn lắm á. Và đây có khói than nè, để mình thử mình lấy khói than về luôn. Chưa, bình tĩnh. Làm gì căng. Ui, dưới đây mấy con quái nó cứ canh me để vô quýnh mình hoài à. Đó. Quýnh cái gì mà quýnh. Hung dữ. Rồi mình đã đào được 5 khối than nè. Ở đây còn khối nào không?
ở đây vẫn còn, đào về luôn. Tại vì ở đây thỉnh thoảng á thì mình sẽ gặp mấy cái chỗ có cái thang như vậy nè, rất là tiện đào về sử dụng cho nó nhanh á, đỡ phải xuống hang để khai thác thêm. Và mình sẽ đi sâu hơn về phía này một tí. Ở đây vẫn có những cái bộ xương nữa nè. Ui, đây là con nhện được cùng hóa. Mình quýnh một phát là nó chết luôn. Quýnh một phát là chết luôn. Nhưng mà quýnh nó lần nào cũng vậy đó. Mình cũng bị dính độc mà. Tại vì đây là loài nhện ở dưới địa ngục ấy, nên rất là nguy hiểm. Còn đây là mấy bé im nè, nhìn cực kỳ dễ thương luôn. Ui, đằng kia vẫn là nhện nữa kìa. Và cái quặng này hình như phải có cái lò chuyên dụng á, thì mình mới có thể luyện ra được các bạn ơi. Cái này là vàng. Ui, cái này có vàng luôn. Được, được, lấy luôn nè. Ui mà đập lâu vậy? Ui trời, đập mười mấy giây lận. Đụng trúng con nhện chúa rồi. Quýnh có một cái à mà bị đập tới mười mấy giây luôn á. Lỗ lúc rồi. Ủa? Ở đây, 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 gát đây, gát đây. Gát này, ơ chưa, chưa, chưa. Dụ dụ gát vô đây để quýnh cho dễ. Dễ rồi rồi nha. Được hai cái nút bắt gas luôn. Vậy là mình đã có được 3 rồi đó. Tại vì trong cái rương sugar mình có 1 rồi. Wow, xịn nha, xịn nha. Cái poison gland này thì có thể làm cây súng hả? Mình chưa có cái cốc web slinger này. Ấy. Ủa? À, heo này. Tự nhiên cắn lén người ta hả? Còn đây là cái bụi gì á? Ủa sao đây lại có cỏ nữa hả? Ủa sao ở đây lại có cỏ ta? À, cái này là đá nhưng mà nó có phủ một lớp rêu màu xanh giống như là cỏ vậy đó các bạn ơi. Mình cứ tưởng dưới Nether lại có cỏ chứ. Giờ mình sẽ vứt bớt mấy cái khói không cần thiết ra đi. Vứt nè, vứt cái này. Chừa lại nước mắt gas thôi. Bột quỷ lửa thì chắc cũng ăn về được đó. Rồi giờ đi tiếp về hướng bên đây nè. Ôi giờ mình phát hiện cái vùng này có mấy cái đá địa ngục nhưng mà phủ mấy cái cỏ xanh nè. Nhìn đã cực luôn á. Rồi lần này chắc mình sẽ lấy về một ít cái đào ra một cái coi. Mình sẽ lấy một ít cái đá. Cái mơ mình đào xịn quá à, nên nó đào tít ở dưới luôn á. Mình sẽ lấy một ít cái đá địa ngục về để mình thử trồng mấy cây nấm á. Tại vì ở nhà mình có mấy cây nấm mà chưa có trồng được. Ở đây là cái vùng gì đây? À đây đây, tòa tháp nè. Vô tòa tháp này thì mình sẽ có cơ hội gặp mấy cái anh Wither Skeleton. Sẵn đó farm thêm đầu Wither luôn á. Vùng ngoài này vẫn còn đường nè. Nhưng mà mình sẽ kiểm tra cái rương này. Và cái lọ này á thì nó sẽ cho mình hiệu ứng ngẫu nhiên hay sao ấy. Ủa cho mình tàng hình nè. Ủa? Ủa giáp mình đâu rồi? Ủa? À cởi giáp ra. À, vậy là khi mà mình có hiệu ứng tàng hình á thì mình sẽ tự động cởi cái bộ giáp ra luôn các bạn ơi. Wow. Các bạn coi nè, giờ chỉ thấy cái ba lô thôi nè. Ui, thích thiệt á, để mình thử mình lại gần mấy con quái coi có thấy mình không nha. À, không thấy luôn. Đó, không thấy luôn nè. Ây, nhưng mà lửa vẫn thấy nha các bạn. Ủa, lửa vẫn dính sát thương nha. Ui. Ủa tàng hình cơ mà. Tàng hình rồi. Ui. Chưa. Ủa sao mình phải hết oxy? No. Ủa là sao? Ơ kì vậy? Ủa? Tự nhiên bị chết đuối luôn à. Trời ơi. Ủa xuống dưới Nether mà cũng có oxy nữa hả? Ok, để bây giờ mình sẽ trở lại cái khu vực Nether để lấy lại đồ trước cái nha các bạn. Tự nhiên bị chết nghẹt ở dưới rồi. Rồi mình đã lấy lại đồ rồi đây. Trời ơi, không biết sao tự nhiên hồi nãy bị chết đuối nữa. Kỳ thiệt á. Rồi giờ mình sẽ tiếp tục khám phá thêm một đoạn ở đây nữa nha. Lấy cái hammer ra, không biết có mất đồ gì không nữa trời. Lỡ mất đồ chắc ổn lắm. Ui, đây có 2 viên kim cương nè. Được á nha, kệ, chết một lần mà cho 2 viên kim cương. Nhưng mà kinh nghiệm của mình 50 mấy level của mình. Không hiểu luôn á, tự nhiên hồi nãy. Thiệt cái tình. Làm mất hết kinh nghiệm luôn. Thiệt cái tình á. Một cây canon.
Ui, kinh nghiệm mình đã không dám xài, mình tiết kiệm dữ lắm rồi mà tự nhiên lại bị chết đuối ở đây chứ. Đúng là xuống địa ngục thì nó không được may mắn cho lắm các bạn ơi. Vậy làm sau này mình phải cẩn thận hơn mới được á. Mình thắc mắc không hiểu tại sao hồi nãy mình lại bị chết đuối nữa. Ở đây có kim cương nữa nè. Được 5 viên kim cương rồi. Wow, chính ra cái tòa tháp này á có khá là nhiều kim cương đó. Giờ mình sẽ đào cái này ra để đi ra bên ngoài và bay lên trên. Ủa? À đây 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 có đường lên. Kỳ ghê luôn á, để sau này mình sẽ tìm hiểu thêm lý do tại sao mà mình chết giống như hồi nãy nha. Chứ mình không hỏng có cam chịu giống như tình trạng nãy đâu. Tự nhiên chết khơi hả? Ui nữa nè. Hình như cái con Blay hồi nãy nó gây cho mình hiệu ứng đó thì phải á. Đi đâu vậy con nhỏ này? Mấy cái này có lấy được không ta? À, cấp độ sắt. Mình đâu có cái nào bằng sắt đâu, cái này được không? Không biết cái gì mới lấy được cái mạng nhện đó nữa, nhưng mà thôi kệ đi. Nên mình phải né né mấy cái con play mà nó được cường hóa ra. Cái con play hồi nãy nè, nó sẽ gây cho mình hiệu ứng chết đuối á. Con này đúng không? Đúng không, đúng không? Ủa, đâu phải đâu. Con này không phải con cường hóa. Cái con cường hóa nó bay đi đâu mất tiêu rồi. Chắc con đó là nguyên nhân á. Nhưng mà cái lượng kinh nghiệm mình mất mình cũng có thể farm lại được các bạn ơi, vì ở dưới Twilight Forest mình đánh nhau khá là nhiều á nên farm lại chắc cũng được á. Chỉ có điều là mình hơi tiếc số kinh nghiệm hồi nãy thôi à. Rồi giờ thì mình sẽ đi tìm tiếp mấy bé gát để lấy thêm nước mắt nhá. Ủa, mà ở đây nó có cái khối gì vàng vàng nè. Ui ui Play lantern. À, cái đèn của mấy con Play. Dám đồng mình với con Play hồi nãy là mình quất hết. Tội dám dám là mình chết đuối rồi rồi dám là mình chết đuối nè, dám là mình chết đuối, là mình chết đuối nè. Ui à, hất hất xuống lava làm gì? Mình kháng lửa mà hất xuống lava đâu có xi nhê đâu. Rồi giờ trở lên đây để lấy cái khói này nhá, lấy cái cúp ra nè, đào một cái thì ra dưới này có rương luôn, một ít cái wither rip. Cái này thì mình có thể chế tạo cái đầu của con wither các bạn ơi. Ấy trời ơi, con này cả gan quýnh quýnh lén mình liều thiệt đó chứ. Và sau mấy cái đèn này sẽ có cái rương nha các bạn, nên mình có thể lấy đồ trong đây nè. Rồi giờ thì tranh thủ lấy đồ về. Yên ngựa thì mình không cần lấy đâu, dập lửa dập lửa. Ấy, dập lửa cái lấy cái này về tập spawner. Cái này thì không có đồ xịn rồi. Để mình lấy lại cái đèn này trước nha, để không thôi mất thì uổng. Vứt cái này ra. Ý rồi luôn, mất mấy cái khối kia luôn. Ở đây hình như còn cái đèn nữa đúng không? Rồi nó nổ banh luôn rồi. Thiệt tình mấy con play này lì ghê luôn á. Vừa lì mà vừa quậy nữa. Làm người ta mất hết một cái khối rồi. Rồi giờ thì mình sẽ tiếp tục hành trình đi tìm mấy cái bé rat nha các bạn. Ở đây làm gì có mấy cái rương lộ thiên nè. Ây ui tự nhiên lại gần nó xuất hiện quá trời luôn. Và có kim cương được á nha. Rồi giờ mình sẽ chắc là đây là một cái công trình bổ hoang giống như lần trước rồi nè, quá trời đồ luôn. Ui, thoải mái mà lút. Trước tiên á thì mình cần phải đi ra ngoài đặt cái ba lô xuống và cất những cái món đồ mà mình tìm được nãy giờ vào trong. Sau đó lấy ra một ít cái thức ăn nhá để mình ăn cho no bụng á. Ấy đi đâu vậy mấy cái hồng ma này? Ui cái vùng này là vùng có mấy cái hồn ma. Ui hồn ma mà cũng đi chậm trên các linh hồn nữa, bó tay luôn. Thôi kệ không quan tâm đâu, mình sẽ chui vô trong đây để lấy đồ nhá, không thôi thì bỏ uổng rồi. Ui một cái hộp su cơ, một cái đuôi su cơ xịn xịn, cánh cứng, kim cương. Wow. Được của nó rồi. Giờ mình sẽ lấy thêm ít vàng ở đây, kệ mấy con quái đi mình không quan tâm đâu, mình chủ yếu là lấy đồ thôi các bạn ơi. À, còn à, đây 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 Wither Skeleton. Hình như cây hammer mình có nhặt ba và cây kiếm mình cũng vậy nữa. Và mình sẽ núp ở đây trước. Ủa hình như hồi nãy, ủa mình mất cái rương su cơ hết ta, đúng không đúng không, hay là mình cất vô ba lô rồi chưa, để mình kiểm tra kỹ lại cái đã. À đây không không, cái rương su cơ mình vẫn còn. Mình sẽ lấy cái cây hammer ra. Hết hồn, tưởng đâu mất cái mất cái rừng su cơ chắc á, mình khóc luôn á. Đồ xịn cất hết trong đó rồi. Đây đây đây. Wither Skeleton, một đập là đi luôn. Wither nè. Rơi ra đậu luôn.
Vũ khí tối cao có khác. Rồi lướt đồ tiếp nè. Wow, ở đây tính ra nhiều đồ xịn đó. Rồi lượm về. Ê, kệ kệ, giờ mình trâu lắm nên thoải mái cho nó quấn đi. Ở đây còn cái rương nào chứa đồ xịn không? Quấn đi, quấn đi. Đó, tự quýnh mình tự phản đam lại, các bạn thấy không? Cái dòng gai có sức mạnh như vậy đó, nhưng mà nó sẽ bào mòn cái độ bền của cái giáp nhanh hơn nữa, nên cũng khá là lo lắng. Rồi, Wither Skeleton. Kệ, nãy giờ mới được có một cái đầu. Rồi, tiếp tục khám phá trong đây nhá. Ở đây coi coi còn đồ gì không. Có sắt với một ít thịt nè, và một anh Skeleton ở đây nữa. Một đập là đi liền. Mấy cây vũ khí của ảnh thì mình không cần nhặt đâu, tại vì mấy cái đó yếu dữ lắm luôn á. Hướng này vẫn còn rương nè, để mình xuống đây mình kiểm tra trước cái đã. Có vàng. Cái này có sắt. Đuốc. Mấy thứ đó thì không còn. Ui bé xíu mà quýnh ghê vậy, quýnh mình lọt. Muốn lọt dưới lava luôn. Kỳ cục kẹo nè. Rồi tiếp tục lút đồ thôi. Cái này thì có vàng. Cái này thì sao? Cái ủng, một cái bàn enchant. Kim cương, uầy, kim cương là hơi bị thích đó. Rồi, một đập anh đi. Một đập anh cũng vậy luôn. Và nó có rơi ra Witherbone nè. Cái Witherbone là cái thứ mình khá là cần trong thời gian kế nữa, nên giờ có cơ hội á, thì mình cứ farm. Và các bạn coi kìa. Ui, một cái đầu nữa. Đúng là vũ khí chế tạo từ sao đời đời có khác. Quýnh dễ rơi ra đầu cực các bạn ơi. Ui, và có cả lút bát xịn nữa nè. Thích ghê á. Rồi giờ mình sẽ tranh thủ mình vứt những cái đồ không cần thiết ra ngoài để mình có thể nhặt đồ tốt về nhá. Skin không cần nè, túi không cần. Ê, ở đây có spawner của Wither Skeleton luôn. Vậy là sắp tới khi nào mà mình cần farm Wither Skeleton á, chỉ cần lại đây thôi. Vậy là mình sẽ làm dấu ở đây một cái điểm trước nha các bạn. Ui, một cái nơi để mình có thể farm đầu Wither rất là dễ. Tại vì những món đồ từ sao Nether á, thì mình sẽ có thể chế tạo từ cái cấp độ bàn mà mình chế tạo ở tập trước á, nên giờ cứ thoải mái mà farm. Và đồ của mình giờ nó chật quá à, để mình cất bớt những thứ không cần thiết vô trong trước rồi mình sẽ tiếp tục farm nhá. Ui chết rồi. Nãy mình lỡ tay mình đập chết queo anh Zombie Big Man rồi. Một hồi ha, anh em của mấy ảnh dí lại quýnh mình chắc chạy không kịp quá. Ui chết rồi. Thôi kệ đi, giờ mình mạnh mà, lại quýnh mình quýnh lại, gắng chịu. Rồi giờ thì mình sẽ farm thêm một lúc nữa để coi coi có đủ may mắn để farm thêm một cái đầu Wither Skeleton nữa. Vậy là mình đã đủ ba cái đầu Wither rồi các bạn ơi. Wow, đúng là một chuyến xuống này đời thật là may mắn. Giờ thì mình sẽ lấy hết mấy món đồ trong đây rồi sau đó trở về nhà thôi. À mà khoan, mình còn phải farm thêm gas nữa chứ, quên mất. Quên nhiệm vụ chính là farm gas nữa. Để mình farm thêm một vài cái nước mắt gas nữa rồi sau đó thì mình sẽ trở về nhà để tiếp tục đánh boss nha các bạn. À, đây. đi vô đất liền em ơi. Chưa. Ouch. Đứng dưới lava cũng dính nữa. Rồi giờ mình sẽ dụ bé gas này lại cái phần nào mà mình có thể nhặt được cái nước mắt gas nhá. Chứ đánh giữa cái hồ lava này khi mà chết á là sẽ không có nhặt được nước mắt đâu. Rồi dụ vô phần nào đây. Đây, ở đây có phần có thể nhặt được đồ nè. Ui đừng có bắn tự chết nha. Chưa có nhặt nước mắt gas nữa đó. Đi vô chỗ nào chống chống đi. Trời ơi, vô kia kìa, đừng có lội xuống lava. Bó tay với gát luôn. Ê, cái tên á. Ấy vô trội. Đừng, bình tĩnh. Ủa đâu rồi? Ui lặn dưới lava rồi. Ui bình tĩnh, lại đây. Lại đây nè. Bó tay luôn á. Trong lúc chờ đợi thì chắc mình... Ui, mình sẽ lại đây để lấy cái rương dưới cái đèn này nhá, tại vì dưới này hình như có cái rương nè. Rồi, một trái bơm. Bơm thì không cần. Ok, giờ mình sẽ làm liều nhé, đánh một phát rồi bay xuống dưới nhặt cái nước mắt liền nha các bạn. Nè, chuẩn bị nè. Được chưa? Ui, nhặt không được rồi. Tiếc ghê luôn á. Tại vì gas cứ bay giữa cái hồ lava hoài à, mình đâu có nhặt được cái nước mắt đâu. Nãy chỉ biết làm liều thôi. Mà làm liều thất bại rồi. Để một xíu mình sẽ tìm một cái bé gas khác để mình farm nhá. Và mình vừa nhặt thêm được một cái trái
Trái này hình như vậy, cho em Chocobo khả năng bay. Quá dữ quá dữ. Bay luôn đó. Ui tốt nha, giờ thì mình sẽ tiếp tục hành trình đi tìm Gash nha các bạn. Ui có rồi, vậy là mình đã đủ nước mắt Gash rồi các bạn ơi. Ở đây mình có một đúng không? Trong này có... Ủa? Nước mắt Gash đây, có 3 rồi, vậy là mình đã được 4 cái nước mắt Gash rồi đó. Giờ thì mình đã có thể trở về nhà và chế tạo những cái Palean và triệu hồi rồng Ender lại rồi. Ok, giờ thì chắc mình sẽ trở về nhà để nghỉ ngơi cũng như là dọn dẹp đồ và triệu hồi lại rồng nha các bạn. Mình đã trở về nhà và ngủ được một giấc rồi. Ôi mà, ui, cố lên anh ơi, cố lên. Ui, hay hay anh ơi. Ủa nhưng mà giờ cũng chín máu hả? Ui, mới ổn không đây, giờ không biết sao cho anh hồi máu nữa. Hay là anh phải tắm lava anh mới lên máu ta, mình nghĩ chắc tắm lava mới lên máu được á. Giờ mình sẽ lấy một cái xô lava nè, làm liều thôi chứ biết sao giờ. Đặt cạnh đây luôn. Đó, rồi sau đó để anh xuống dưới nha, hy vọng rằng anh sẽ chịu nổi. Lên máu có lên không? Ôi, không lên rồi. giờ mình không biết sao để cho ảnh hồi đầy máu lên luôn nữa. Ôi, hy vọng là ảnh vẫn ổn sau khi mình trở về nha. Rồi, bây giờ thì mình sẽ lấy một ít cái ngọc Ender ra ngoài, kết hợp với cái bột quỷ lửa mà mình tìm được ở dưới cái Nether nè, để tạo ra những cái mắt của Ender, và mình cần khoảng 4 cái mắt như vậy. Kế tiếp thì mình sẽ dùng cây cúp và đào một ít cát để tạo ra thủy tinh, và mình sẽ chế tạo những cái Palean nha. Có được Palean thì mình có thể triệu hồi lại rồng Ender và farm thêm rồi. Lần này hy vọng rằng rồng Ender sẽ tiếp tục rơi ra vải rồng cho mình, và khoảng tầm mười mấy cái đi, để mình còn chế tạo những cái vũ khí khác nữa. Rồi giờ thì chế tạo luôn thôi nào. Ui, cái này nó cần cái khối ha. Trời ơi, mình cứ quên mất. Lần nào mình chế tạo cũng nhầm hết trơn à, cần khối mà mình cứ tưởng là cần tấm kính ấy. Rồi giờ thì mình sẽ đào thêm một ít nữa để có đủ và chế tạo 4 cái Palean nhá. Và bây giờ thì mình đã có được 4 cái Palean rồi. Việc triệu hồi cái rồng Ender đã có thể thực hiện. Nhưng mà giờ thì kho đồ của mình khá là bừa bộn, nhất là những cái loot bag này. Mình chỉ mới xuống Nether có một vòng thôi đó mà nhặt được quá trời loot bag luôn. Như vậy chương trình mở loot bag cuối video đã có thể thực hiện rồi nha. Và lần này có rất là nhiều túi xịn luôn á, hy vọng sẽ rơi ra đồ tốt cho mình. Giờ thì mình sẽ trở lại với công việc chính của mình, đó chính là lấy hết mấy cái thứ này và trở lại The End để triệu hồi rồng Ender và đánh tiếp các bạn ơi. Hy vọng rằng lần này sẽ rơi ra thiệt là nhiều vải rồng cho mình nha. Không chần chờ gì nữa, giờ thì mình sẽ bước qua The End để đi xuống dưới luôn. Hôm trước mình đánh rồng một lần rồi và chưa khám phá thành phố kết thúc á. Và nếu có dịp thì mình nhất định sẽ đi khám phá thành phố kết thúc và tìm thêm ít đồ nữa. Giờ thì tiếp tục với công việc triệu hồi rồng thôi nào. Đặt những cái Palean ở 4 góc. Cái gì đây? Manh động nè, manh động nè. Mình không hiểu sao luôn, mình chưa có cài kệ hay làm gì ảnh mà ảnh tự nhiên nhào nhào lại quánh mình à. Rồi, cái pha lệ cuối cùng. Nghi lễ triệu hồi rồng đã chính thức bắt đầu. Và bây giờ thì mình sẽ đợi cho những cái Palean này được tái sinh các bạn ơi. Và rồng sẽ xuất hiện sau khoảng 5 đến 10 giây nữa. Rồi, chuẩn bị nè, trên đó sẽ xuất hiện rồng đó. Và lần này thì mình sẽ sử dụng cái cây hammer bằng Nether Star và mình vẫn chưa biết mất khoảng bao nhiêu cái phát đập á thì mới tiêu diệt được rồng nữa. Ui. Ui, nổ chết Enderman luôn kìa. Mạnh dữ, mạnh dữ. Coi nào, rồng xuất hiện chưa nào? Đó, rồng đã xuất hiện rồi. Và mình đã mở khóa thêm cái thành tựu lại kết thúc ư á. Ơ. Và mình còn thiếu cái lọ thủy tinh để mình lấy hơi thở của rồng. Thôi chết rồi. Giờ làm sao để về nhà ta? Trong đây mình hết thủy tinh rồi. Thôi toan rồi. Để bây giờ mình sẽ sử dụng cái bản đồ á để mình trở về nhà thử xem nha các bạn. Và mình sẽ lấy một ít cái thủy tinh qua để lấy hơi thở của rồng á. Cái này là bên Twilight Forest. Ui, ở đây tính ra ở đây có nhiều cái biome lắm luôn ấy. Rồi vanilla đâu? Đây. Hôm nè, mình sẽ dịch chuyển về hôm cái nha.
Rồi, các bạn đợi mình xíu, mình sẽ lấy những cái thủy tinh mà nãy mình có làm thừa ra để mình chế tạo ra mấy cái lọ luôn thôi. Mình đã chế tạo được một ít cái lọ thủy tinh rồi, và bây giờ thì mình sẽ trở lại cái end bottle nè, để đi xuống dưới the end thêm một lần nữa nha. Lần này là có thể lấy thoải mái những cái hơi thở của rồng rồi. Rồi giờ thì xuống dưới và đợi cho rồng nó tấn công để mình lấy hơi thở thôi. Ui, mới xuống nó lót hơi lâu. Rồi giờ thì bắn thoải mái đi rồng ơi. Nhưng mà trước tiên thì chắc mình cũng phải đập mấy cái này thôi à, để mình thử coi sức mạnh của cái bộ giáp này có thể đỡ được một cái phát này không nhá. Ui, đứng gần như vậy mà cái pha lê nổ một cái không chết luôn. Đồ xịn cái khác. Wow. Quá dữ quá dữ. Ui, vậy là không cần phải dùng nỏ đâu. Ủa, dùng cung đâu. Chỉ cần đứng gần như vậy nè, đọc một phát là cũng được à. Quá dữ luôn. Ui, bắn hụt rồi. Hình như rồng lần này hình như bắn hơi thiếu chính xác. Ê, chưa lấy hơi thở cái. Lấy được 7 bình. Tốt. Một lần mà lấy được 7 lọ là ok rồi. Giờ mình sẽ cố gắng tranh thủ phá hết mấy cái lòng cái pallet này trước nha, để tránh trường hợp rồng hồi máu. Và bên đây còn hai cái cuối cùng nè. Úi, cái gì á? Và một cái cuối cùng đập luôn, chỉ là nghỉ hồi máu nha. Giờ thì mình chỉ cần đứng ở đây đợi cho rồng bắn và lấy hết những cái lọ thủy tinh này thôi. Đỡ luôn. Rồi lấy. Được bao nhiêu đây? Giờ thì ui. À, mình quên là mình có cái dòng gai á, dòng đánh mình cũng bị dính sát thương nữa kìa. Quá dữ luôn. Được 25 lọ rồi. Đợi khoảng vài tầm 3 đến 4 lượt nữa thì mình mới có thể lấy full mấy cái hơi thở á. Mệt rồi, xuống dưới hồi máu, nhưng mà giờ còn cái Palaean nào đâu để hồi máu. Giờ mình sẽ test thử đập một hit coi mất bao nhiêu nhá. Ui, vũ khí mình khỏe lắm. Các bạn coi này. Đập một phát mất rất là nhiều máu của rồng luôn á. Ủa mà chết rồi. Lấy không kịp rồi. Rồi đứng yên ở đây cho rồng bắn luôn nè. Bắn đi rồng ơi. Bay lượn cái gì còn cái Palaean đâu mà hồi máu. Thì cái tình đó. Này bắn đi, nhanh người ta còn về làm chuyện khác nữa nè. Không bắn à, hôm nay hiện thế. Rồi, hà kìa, hà hơi kìa. Rồi hà hơi đi. Ừ đúng rồi. Mình đứng ở trước mình lượm luôn. Có bao nhiêu mình lấy hết. Ui. À, mình hiểu sao được, trước mình mất hết vài lọ rồi. Cái hơi thở của rồng này mình có thể ném ra ngoài được ấy. Thảo nào. Các bạn coi rồng tự quánh tự mất máu luôn kìa. Rồi giờ thì chắc mình sẽ bay lại gần, đập vô mặt rồng để kết thúc con rồng Ender thứ hai này nhá. Hết rồng Ender này thì mình sẽ đánh tiếp một con rồng nữa, đó chính là rồng Hydra. Rồng Hydra thì nó sẽ căng thẳng hơn rồng Ender rất là nhiều. Tại vì rồng Hydra là rồng ở dưới thế giới Chalai Forest á, rất là mạnh luôn. Và mình sẽ đập lên con rồng này. Lần trước á thì mình phải dùng nỏ, dùng cung rồi bắn các kiểu á, còn lần này chỉ cần đuổi theo và đập vô người thôi. Đập vô lưng nè. Và một phát cuối cùng. Xong rồi. Ui, từ, lượm vải rồng cái đã. 12 vải rồng. Hình như trung bình mỗi lần đánh rồng vậy á, mình chỉ được khoảng mười mấy cái vải thôi các bạn ơi. Rất là ít luôn á. Và kinh nghiệm thì nó cũng không được nhiều, tại vì đồ của mình á, nó cũng enchant dòng sửa chữa khá là nhiều này. Và đây, mấy anh Enderman được cường hóa đúng không? Mình sẽ đơm vài anh để dằn mặt nè. Dằn mặt nè, dám chống chống với mình. Rồi, đơm một anh rồi, giờ đơm tiếp anh thứ hai nè. Cường hóa hả? Cường hóa với chúng tôi. Một hit là đi hả? Và lần thứ hai thì nó sẽ không có trứng rồng giống như lần đầu nhá. Tại vì trong Minecraft á, thì trứng rồng chỉ có duy nhất một quả thôi. Và mấy cái này thì mình không cần nên mình sẽ vứt đi. Vứt nè, thêm được một cái Ender Raiden Trophy nữa. Và giờ thì mình sẽ ăn thêm cái trái tim này để cho có thêm máu. Vứt cái này ra đi và về nhà thôi. Vậy là mình đã có thêm 12 vải rồng. Kết hợp với ở nhà có được 4 cái nữa là 16 hả? 16 thì mình cũng đủ để chế tạo một thanh kiếm rồi. Được á nha. Để bây giờ thì mình sẽ kết hợp giữa
cái hơi thở của rồng này và một ít cái vải rồng để mình tạo ra một thanh kiếm rồng nhá. Không biết thanh kiếm rồng này sẽ như thế nào đây. Rồi mình sẽ đặt tay công thức giống như vậy. Wow, đây chính là Ender Dragon Sword. Có thêm cái dòng Wither 4 nữa. Wither là kiểu hiệu ứng độc hay sao ta? Chưa, để bây giờ mình sẽ ra ngoài và test thử luôn nhá. Ở đây có con quái nào mạnh mạnh để mình test không nhờ? Ở đây không có quái mạnh rồi. Ui, nhìn khá là đẹp á. Wow, cái này là chưa cường hóa luôn. Ở đây còn một thanh kiếm nữa, đó chính là Super Star Sword. Và công thức cần đó chính là đầu Wither và rất là nhiều sao Nether, các bạn có thấy không? Thế nên á thì mình cần phải farm thiệt là nhiều Wither trong thời gian với 2 tập rồi đó. Ở đây thì không có quái để mình test rồi. Hay là bây giờ mình sẽ qua cái thế giới Twilight Forest để mình test luôn nha. Được á, được á. Nhưng mà trước khi đi thì mình phải cường hóa nó lên. Tại vì vũ khí gì cũng vậy, ban đầu thì nó cũng không có thực sự mạnh lắm đâu. Mình phải cường hóa lên những cái dòng enchant tốt tốt thì nó mới mạnh được. Chẳng hạn như là sắc bén này, nhặt này. Ôi, nhặt này không đủ rồi. Không được nhặt thì... hay là mình gỡ từ cái kiếm lava ra ta. Mình nghĩ là gỡ từ thanh kiếm lava thì nó sẽ ok hơn á. Để bây giờ mình sẽ tách từ cây kiếm lava ra nhá. Kiếm lava đây. Chịu khó tách ra một tí. Cái bàn enchant đâu rồi? Đây, bàn enchant đây. Như vậy thì mình sẽ đỡ tốn kém trong việc đi tìm những quyển sách cần thiết á, mà chỉ cần thay thế những cái vũ khí khác vào thôi. Đó, vậy là mình đã enchant cái kiếm Ender lên rồi. Và nó có tới 14 sức tấn công và 1.6 tốc độ đánh. Tốt hơn kiếm lava rất là nhiều. Để bây giờ thì mình sẽ trang bị cái thanh kiếm này và xuống dưới thế giới Twilight Forest để test thử nha. Vậy là trong nhà mình ngoài ra còn có được 2 cái trophy của Ender Dragon luôn. Rồi giờ thì chắc mình sẽ đi xuống dưới luôn các bạn ơi. Và trong thời gian giữa 2 tập á thì mình cũng có mở cái bản đồ ra được một xíu, và bây giờ thì mình đã có thể xác định được hết những vị trí của mấy con boss trong phạm vi mà mình kiểm soát được rồi. Và bây giờ thì mình sẽ tiến thẳng đến một nơi mà mình có thể đánh được cái con boss bò nấm, đó chính là cái vùng đầm lầy ở bên đây. Nó cách mình 600 mấy ô lận nên mình sẽ dịch chuyển đến đó cho nó nhanh nha. Đây, boss bò nấm nè. Cái khu này á thì để ý thiệt là kỹ, tại vì nhìn trên bản đồ nè, nó đâu có cái dấu tích gì đâu đúng không? Đó, mình phải đi lại đây và để ý mấy cái gò đất. Và bây giờ thì mình sẽ đi sâu xuống phía dưới để đánh bại con boss đó luôn. Và sẵn tiện đó thì mình sẽ test sức mạnh của cái cây kiếm Ender mà mình vừa chế tạo luôn á. Rồi, xuống dưới nè. Đánh với mấy con boss này... hôm nay thì chắc mình sẽ mặc cái set đồ của vua khám phá đi. Tại vì nó cho hai cái dòng khá là tốt, đó chính là hấp thụ với kháng lửa. Hai cái dòng đó thì phục vụ trong việc chiến đấu cũng khá ổn, tuy không có boost tốc độ nhiều. Ui, mình nghe mới nghe tiếng con quái nào bên đây nè. Ui, có nhện nè. Nhện thì quá yếu để mình có thể test sức mạnh, nhưng mà có thì cũng đỡ hơn không. Rồi, vô luôn nhện ơi. Đâu rồi? Núp cái gì mà núp. Một chém là đi à. Và đường này có còn chỗ nào đi xuống dưới sâu hơn không? Tại vì bây giờ mình cần tìm một cái chỗ để dẫn sâu xuống phía dưới. Bên đây thì có một cái rương nè. Mình mở ra một cái, có được một cái charm of keeping. Cái này mình không biết dùng để làm gì luôn á. Thôi không nhặt nữa đâu, mấy lần trước mình nhặt mà mình cũng đâu có làm được cái gì đâu. Rồi giờ thì đi tiếp một hướng khác thôi. Thường thường dưới đây á sẽ có mấy cái con quái vật slam, nhưng mà nãy giờ đi thì mình không gặp ta. Kỳ thiệt. Để giờ mình sẽ đi về nhiều hướng khác. Cái này á nhìn sơ qua thì nó khá là giống cái mê cung luôn. Giờ thì hơi cao để mình có thể xác định vị trí. Ui, các bạn nhìn trên bản đồ kìa, quái y xèo luôn. Ui, xung quanh mình chấm đỏ không luôn á. Tức là trong đây có rất là nhiều quái á các bạn. Và bên này thì có hai cái rương luôn, để mình mở ra nha. Cho mình que quy lửa. Một cái bát súp, súp nấm hả? Thôi, mình ăn thịt bò được rồi, không ăn bát súp đó cũng được. Bên đây thì sao? Wow, quá trời, cái Iron Ingot luôn. Và một cái steel leaf nữa. Cái steel leaf á thì mình có thể sử dụng để chế tạo áo giáp cũng như là vũ khí nha. Một xíu thì mình sẽ thử chế tạo để có gì còn mở ra mấy cái thành tựu khác trong cái thế giới Between Land này nữa. Mình vừa thoát ra vô lại á, tại vì nó mới bị crash các bạn ơi. Trong đây nhiều quái quá, nó lót không kịp á. Rồi giờ thì mình sẽ ui mấy anh này. Hút cái gì vậy ở đây nè anh ơi? Trời ơi, anh hút dễ thì to mất. Bỏ tay. Ui trời.
Bình tĩnh nào. Trời ơi, căng thẳng vậy. Và đây là chỗ có mấy cái spawner á, nên mình cần phải tiến lại gần nè và đập hết, để không thôi mấy ảnh sẽ xuất hiện hoài luôn. Ui. Ui, lớn rồi mà chơi hù hay vậy Ripper. Hù nè, hù. Lấy cây hammer đập phát chết queo luôn rồi. Giờ mình sẽ tiếp tục mở rương nha. Trong đây có một cây kiếm bằng Iron Ingot nè, một ít cái con đơm đớm và một cái áo bằng Iron Ingot luôn. TNT. Ủa, hay là một xíu về mình sẽ làm một cái anh golem bằng TNT xem như thế nào nha. Lỡ mình tạo ra xong á, cái đi đến đâu anh nổ đến đó chắc cái nát cái nhà mình luôn quá. Kệ không sao, miễn có loại golem mới là được hả. Rồi, giờ thì chỗ này mình đã khám phá xong, mình sẽ đi tìm một cái chỗ khác để đi xuống sâu phía dưới hơn á. Tại vì tầng này thì vẫn chưa có cái con boss bò nấm đâu. Ở đây có mấy tờ giấy mình sẽ lượm đi, để có gì mình còn làm cái bản đồ khác và đi khám phá tiếp. Hướng này còn đường không ta? Ui, vẫn còn đường nè. Vậy đường nào dẫn xuống phía dưới nha. Mình xác định hướng dởm quá hà. Ok, giờ mình sẽ tìm một cái đường nào đó để dẫn sâu xuống phía dưới hơn nha. À, đây. Mình đã tìm được cái đường xuống phía dưới rồi. Và mình đang chạm trán với một cái anh bò đùa cùng hóa. Ui trời, tính ra mấy anh này cũng nguy hiểm lắm luôn ấy. Anh rơi một cây rìu chậm hỏng nè. Mấy món này thì chắc mình cũng có thể miễn cưỡng nhặt được đó. Một ít cái thịt hả? Vứt bớt đồ ra đi, tại vì mình muốn cất đồ vô trong ba lô thì nó sẽ gọn hơn. Đây, vứt hết một phát vô trống. Rồi, giờ thì đồ đã trống hơn rồi đó. Và bây giờ thì mình sẽ lấy cái rương sugar này và đi xuống phía dưới nha. Đây, xuống dưới, hình như đây là tầng cuối rồi. Tại vì một cái công trình như vậy á, thường thường sẽ có 3 tầng. Tầng cao nhất thì sẽ không có boss, tầng 2 cũng vậy, chỉ có tầng cuối là có thôi. Và đây có mấy cái con slime trong cái khu vực này. Mấy cái khối này á, mình không có thể nào đập được đâu, tại vì nó cứng ngắc hà. Đào rất là lâu luôn, nên mình cũng ngại trong việc đào thẳng xuống phía dưới. Chỉ chịu khó tìm là được hà. Giờ mình cần phải tìm một cái căn phòng có cái... Ủa mấy con này nó gấp mình hoài. Lần nào gặp mình nó cũng gấp mình hết á. Đó. Ui nó di chuyển nhanh để nó gấp mình kìa. Nhưng mà mình sẽ cố gắng phòng thủ để không cho nó gấp. Hướng này thì không có con boss rồi. Ok, không có thì mình sẽ đi về hướng khác. Hướng này thì không có luôn. Vậy là mình đã đi về hai hướng này đúng không? Giờ còn hai hướng bên đây. Ui tới chưa. Đây có nấm nè. Hình như gần tới rồi đó các bạn ơi. Ui, ở đây có đường nè. Mình sẽ dùng cây hammer đập thử coi. Bụp. Ui, mở đường luôn nè. Wow, quá xịn. Hướng này thì nó sẽ... Ta-da. Ủa? Tưởng nào dẫn tới boss chứ. Gì đâu ngoằn ngoèo vậy. Ui hình như tới. À không, chỗ này chưa phải nữa. Tại vì chỗ con boss thì nó sẽ có cái hàng rào trắng lên luôn, chứ không phải giống như vậy đâu. Ui vậy mà cũng cũng hút mình trúng nữa. Ripper phải dùng hammer đập cho chết luôn. Đập phát chết tươi các bạn ơi. Rồi đây có cái rương nè. Tiếp tục là giấy. Mình sẽ cắt bớt mấy cái. Ui cái thịt gì nè. Wow, ăn no quá trời luôn. Mình sẽ cắt bớt mấy cái không cần thiết như là hàng rào. Mắt nhện nè. Rồi cắt vô. Vậy là mình cái chỗ mà con boss chắc nó cũng gần đây thôi. Tại vì mình đã thấy mấy cái khói đất vi khuẩn rồi đó. Thường gặp mấy khói đất vi khuẩn là mình đã sắp tới cái chỗ con boss rồi đó. Để bây giờ mình sẽ lượn vài vòng nữa để tìm chỗ con boss luôn nha. À đây nè. Núp hả. Cuối cùng mình cũng tìm ra rồi. Đó chính là con boss bò nấm. Và để coi nào, cây này thì 14, cây này thì 46. Chắc mình sẽ dùng cái cây 46 đam đi. Quánh cho nó nhanh các mọi người, đập phát cho chết tươi con boss luôn nè. Chuẩn bị nè. Ui. Oh no. Cái gì? Ủa. Mình vừa làm một cái điều rất là sai lầm là dùng cây hammer để... Trời ơi, cái con này, người đã làm hại ta, mất cái cây vũ khí VIP rồi. Người phải trả giá. Ôi, mình mất hết cây hammer rồi.
Giỏi thiệt sự luôn cái con bò nấm này. Ồ, một phần cũng tại mình nữa, mình cứ tưởng là đập bằng cái đó một lần chắc không sao đâu, mà ai về đập cái hàng rào á, cái nó gãy mất tiêu luôn rồi. Không ơi, ngộ ghê á, đập khối thì lâu hơn nhưng mà đập hàng rào cái hàng gãy luôn. Trời ơi, là mất rồi. Một cái sao này đời của mình. Ui, đúng là một phút bốc đồng cái mất mất luôn cái cây hammer rồi. Ok, không sao đâu, một xíu về thì mình sẽ đánh lại một cái con boss Wither á, để mình lấy cái sao Nether và chế tạo lại cây kiếm nhá. Và con rồng Hera thì nó cũng gần đây thôi, gần tới rồi nè, một xíu nữa ha. Đó, qua đây. Nếu mà mình không có mở cái phong ấn á, thì khu này nó sẽ có những cái bụi lava và sẽ gây rất là nhiều sát thương cho mình nếu mà không có dòng kháng lửa. Thế nên bây giờ mình sẽ tiến sâu hơn trong cái hang rồng và đánh bại rồng. Đó, thanh máu của rồng Hera đã xuất hiện rồi kìa. Và nhìn trên bản đồ á, các bạn có thấy một cái gì đặc biệt không? Đó chính là gần đây có tòa tháp kết thúc nữa. Nó ở ngay vị trí này nè. À, và cạnh tòa tháp kết thúc lúc nào á thì cũng có mấy cái anh người khổng lồ, mấy anh đó thì có cái hình dáng rất là giống mình luôn. Ui, kiếm gồng mà đánh con hải ra này cũng không xi nhê luôn á. Ồ, giờ mình sẽ đổi vũ khí thử xem. À, mình sẽ lấy cái cây cung á, xem coi bắn có mất nhiều máu không nhá. Đây, cung của mình nè. Rồi, mũi tên của mình đâu? À đây, mũi tên đây. À, mình đã có mũi tên luôn rồi. Bây giờ mình sẽ thử dùng cây cung này bắn vô con rồng. Đó, mình sẽ bắn thẳng vô cái đầu của con rồng. Bắn cái gì? Khà lửa với chúng tôi. Khà lửa nè. Ui, hai cái đầu kia nó đang khà lửa. Và khi mà mình đánh bại khoảng một hoặc hai cái đầu của nó thì nó sẽ bắt đầu mọc ra những cái đầu khác, chứ không phải bình thường đơn hoặc là đơn giản là ba cái đầu này đâu. Nó có rất là nhiều cái đầu khác luôn ấy, nên phải tranh thủ đánh bại nó sớm sớm. Rồi. Ôi, mình định dùng cung mình bắn cho chết rồng ai về. Cạp mình cái dòng gai, cái gãy gân chết queo rồi. Ok, và khi đánh bại rồng thì rồng sẽ rơi ra một cái trophy, một ít cái lọ máu á. Và lọ máu này mình có thể sử dụng để chế tạo một cái thanh kiếm tiên nè. Cái này fairy có phải là tiên không ta? Nhưng mà tạm thời cây kiếm này cũng gây ra hiệu ứng cháy nè, và 8 sức tấn công tương đương với thanh kiếm lava ở nhà của mình đó. Một cây cúp nữa, có dòng auto smelting giống như cây cúp tinh thể lava của mình luôn. Quá dữ luôn. Rồi, và phía trên này thì mình phát hiện hình như có một cái hang của mấy cái con quái vật bí ẩn mà đợt trước mình bị nó cạp chết mấy lần nè. Lần này mình sẽ vô đây trả thù cái tội dám quýnh mình lúc trước. Vô đây, vô đây. Mấy con này dám lúc trước dám ăn hiếp mình, ăn hiếp mình, ăn hiếp mình. Ui, nhưng mà đồ mình mau hư quá. Ê, em xin lỗi, em xin lỗi. Ai ai ai. Giỡn chơi à, giỡn chơi hả? À. Chơi ra đi, chơi ra đi. Ui, chết rồi, mình vô được mà ra không được rồi. Cứu cứu. Chết rồi. Cúp 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 cúp, lấy cúp đạp. Ủa đúng rồi, đạp 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 đi. Chạy thôi, chạy thôi. Ui, vẫn chơi mà mấy con này làm cắn quá à. Ai ai ai. Ui, ui, tôi thua rồi, tôi thua rồi. À, thấy được rồi, chạy 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 thôi. Ui, vẫn chơi mà mấy anh này. Nó, các bạn thấy ghê chưa? Ở dưới cái vùng đất này á, thỉnh thoảng sẽ có mấy cái cột lava bắn lên á. Đây là nơi ở của rồng mà. Rất là nguy hiểm luôn cho những ai không có dòng mà kháng lửa. Rồi, mình đã đánh bại rồng Hydra. Và như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã được hai cái trophy mới. Một cái là của con boss bờ nấm, một cái là của rồng Hydra rồi. Bây giờ thì mình sẽ trở về nhà để tiến hành cái chương trình quen thuộc, đó chính là mở túi quà cuối clip. Lần trước mình chưa có mở nên lần này mình sẽ để dành rồi mở nốt luôn. Đó, hai trophy thì cất vô nè, thịt rồng thì để ngoài để ăn. À, lọ máu rồng cũng vậy luôn, cắt hết đi, nó chừa cái thịt rồng thôi, và lượm những cái loot bag mà mình nhặt được trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Lần này thì chắc mình sẽ mở từ cấp độ Legendary đến Ray cũng như là Uncommon nhá. Còn mấy cái túi Common thì nó sẽ không có rơi ra đồ xịn đâu, nên mình sẽ để dành trong một tập khác mở luôn. Còn giờ thì mở thôi nào. Cái túi này là cái túi Artificial. Cái túi này là cái túi Artificial. Ok,
Mình đọc tiếng Anh không có giỏi á, nên các bạn thông cảm nha. Nhưng mà nó sẽ cho cái gì đây? Trời ơi, cái tên đọc muốn lẹo cả lưỡi luôn mà cho được cái vài cái tên nè, bó tay được chứ. Rồi, cái túi Legendary thứ nhất nè. Nó Legendary ít nhất phải cho một cái me nè, một cái sửa chữa. Ui, đúng cái dòng mình đang cần luôn, quá dữ nha. Túi Legendary có khác. Legendary thứ hai, một cây canh ông, một cái lọ thuốc, một trái bơm. Mấy cái này thì chắc mình sẽ lấy trái bơm ra đánh cá đi, tại vì đợt trước mình cũng đánh cá được một vài con á. Đó, bùm bùm. Ủa, à phải chọi nước sâu sâu thì nó mới rơi ra cá các bạn ơi. Đó, mấy con cá đến đó thì nó sẽ cho mình những hiệu ứng khác nhau á. Một xíu, ui, còn có cả sách enchant nữa kìa. Các bạn coi này, con cá này sẽ cho mình chống lửa nè, cá kháng cự, một quyển sách enchant. Trời ơi, bơm xịn thiệt luôn á. Nhưng mà mình sẽ không ăn đâu, tại vì mình đã có set đồ cho mình hiệu ứng tốt rồi. Còn cái lọ này thì không có dùng được. Thôi kệ đi, giờ thì tiếp tục mở nào. Một cái Bedwin, dùng để chế tạo một cái sợi lông gì đó và nâng cấp lên. Ồ, cái này là món đồ hiếm này nên mình sẽ giữ nha. Một cái cây hammer bằng kim cương, giữ luôn. Rồi, giờ thì mình sẽ mở tiếp cái loot bag cấp độ Epic nè. Epic đầu tiên, cho mình một trái tim màu vàng. Ok, tạm ổn đi, mình sẽ sử dụng luôn trái tim này để có thêm không gian nha. Epic thứ hai nè, một cái quần bảo vệ khỏi lửa, cũng không tệ. Và cái Epic cuối cùng sẽ cho mình một thanh kiếm và một cái nón màu tím. Rồi giờ thì tới cấp độ ray nhá. Cấp độ ray thì mình chỉ có 4 cái thôi à. Mà cái đầu tiên thì cho đồ dởm rồi đó. Cái thứ hai thì cũng vậy luôn. Cái thứ ba y gan. Và cái cuối cùng có cần phải cho đồ dởm như không trời. Ơ, cái này cherry bomb, trái này ăn là nó sẽ phát nổ nha các bạn. À, ăn nổ bùm bùm nè. Cái này lúc đầu mới vào hết shit á thì mình cũng ăn vài quả rồi. Cái túi đầu tiên thì cho mình cái ngọc Ender. Uncommon này thỉnh thoảng thì cũng rơi ra đồ rất là xịn luôn, nhưng mà cũng có lúc cho đồ dởm không à. Nói chung thì cũng phụ thuộc vào độ may mắn lắm á. Lại là một cái cây canon nữa nè, một ít trái tim màu vàng. Ok, mình sẽ ăn nốt luôn đi. Đó, ăn tới khi nào được hai cái thanh á là nó mắc rồi, không có ăn thêm được. Cái này thì không cần vứt nè. Ui, thêm một quả aqua nữa. Giờ thì mấy em nhà mình á đã có cái kỹ năng lội nước hết trơn rồi nên chắc cũng không cần chăn thêm đâu. Ui, như vậy sau khi mở hết những cái túi lướt bát mà mình cho là xịn nhất á thì mình thấy chỉ có cái Bedwin này nè là cấp độ hiếm cao nhất thôi. Kế tiếp là cái me nè, tại vì me thì sẽ cho mình khả năng no rất là lâu và thêm một vài cái lọ thuốc. Lọ này có một điểm đặc biệt là ăn vô mình sẽ tự động bị cháy đó, ăn vô tự động mình bị cháy à. Mà không biết ngoài ra nó còn có công dụng gì khác không, và nó sẽ không có sử dụng để chế tạo cái gì nha các bạn, nên mình cũng không biết dùng để làm gì nữa. Rồi bây giờ thì mình sẽ coi nào, mình có được một ít cái máu của rồng nè, mình sẽ sử dụng nó kết hợp với một thanh kiếm sắt cũng như là một cái que của quy lửa để tạo ra một thanh kiếm đặc biệt nhá. Giờ mình sẽ vào trong nhà để chế tạo luôn thôi. Đó, được một cây fairy sword có hiệu ứng cháy mặc định luôn nhá, không cần phải cường hóa gì hết. Rồi tương tự đối với cây cúp nè. Ủa, à cây cúp thì phải cần có hai cái que quy lửa cơ. Rồi vậy là mình đã có được hai cái món đồ từ máu của rồng Hydra rồi. Ừ, để mình tìm một chỗ nào đó để mình test nha. Đây đây, cừu nè. Cừu chính, chuẩn bị. Ta da. Ủa, à đây. Có được cái thịt cừu chính ăn luôn, rất là tiện nha các bạn. Nói chung thì mấy cái vũ khí mà có cái dòng mà gây cháy là mình cực kỳ thích luôn, giúp mình có nguồn thức ăn ngay lập tức, không cần phải cho vô lò nung gì hết á. Và tổng kết trong ngày hôm nay á thì mình đã đánh bại được rồng nè, chế tạo được một cái thanh kiếm rồng, nhưng mà mình lại mất đi một cái cây hammer cực kỳ tốt rồi. Tại vì mình không biết á nên lỡ đạp gãy thì không sao hết. Sắp tới thì mình sẽ triệu hồi lại rồng và đánh tiếp nha, để chế tạo lại cái cây hammer VIP đó. Và trong thời gian kế tiếp thì mình sẽ đánh bại nốt những cái con quái còn lại trong cái thế giới Between nhá. Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye.